Rồi xin chào mọi người. Trong cái video này thì nó hơi dài chút xíu, tại vì nó nói về cái vitamin mà Nguyên sử dụng cho chính mình á, cho Nguyên á. Thì ở nhà Nguyên có một vài loại vitamin ha. Thì trước đây thì Nguyên sử dụng cái loại vitamin này thì nó khá là mạnh luôn và nó có đầy đủ tất cả, ví dụ như là vitamin A, D, C, vitamin E, rồi B1, B2, B3, B5, B6, B12, rồi D biotin, nói chung là tất cả mọi thứ, silica, rồi đó, mangani, đủ thứ luôn ha. Thì cái vitamin này thì nó nhiều và nó mạnh, thì đầu tiên là Nguyên xài cái loại vitamin này. Nhưng mà đúng ra thì khi mà mình xài, mình uống vitamin thì nó chỉ là thực phẩm chức năng thôi. Và nếu như mà mình sử dụng cái loại vitamin nào đó mà nó dư thì nó cũng sẽ thải ra ngoài theo cái nước tiểu của mình thôi ha. Thì sau này Nguyên lại uống thêm cái loại là omega 3 này nữa. Thì omega 3 này trong này cũng đã có vitamin A, vitamin D và E rồi. Thì Nguyên nghĩ nó cũng ok, nó đầy đủ cho nói chung là cái vitamin hàng ngày của mình. Và nó bổ sung thêm cái nó có thêm cái omega 3 nữa. Thì khi Nguyên uống cái omega 3 này thì Nguyên không còn uống cái này nữa, tại vì Nguyên thấy nó nhiều quá, nó dư rồi, cho nên Nguyên không cần. Đó, cho nên Nguyên sử dụng loại này thôi. Và bên cạnh đó thì Nguyên sử dụng cái multivitamin B. Thì đó, thành phần nó là như vậy nè. Trong này nó có vitamin đó là B1, B2, B3, rồi B5, B6, B12. Nó có một số loại rồi biotinia, là biotin đó. Đó, và Fonsira. Thì tại sao mình nên uống vitamin B? Thì theo Nguyên biết được là mình bị lỡ, khi mà mình bị lỡ miệng đó, là nóng trong người đó, là do thường là do thiếu vitamin B. Thì khi mà Nguyên bị lỡ miệng á, thì Nguyên bổ sung cái vitamin B này á, thì nếu như mà nó bị nặng và đau đau nhiều á, thì trong vòng khoảng 3 ngày thì nó sẽ hết. Đó, và nó hết lúc nào cũng không biết luôn. Đó, còn nếu như mà trường hợp mà thường mà Nguyên chớm bị cái lỡ miệng á, thì Nguyên uống cái multivitamin B này á, thì thường là trong vòng 1 đến 2 ngày là nó lặn xuống, hồi nào Nguyên cũng không biết luôn. Đó, thì đó là tác dụng của vitamin B. Thì là cái này là khi mà các sản phẩm mà Nguyên review ở trên cái kênh của Nguyên á, thì mọi người nên nhớ là trong cái video đầu tiên á, số 1 đó, thì Nguyên đã chỉ cho mọi người là cách tìm cái thông tin, nhất là ở Phần Lan, thì tất cả những loại thuốc và những cái loại mà thực phẩm chức năng đều có thông tin ở trên mạng hết, và mình phải tìm được hết ha. Thì trong đó nó sẽ có thành phần và có hướng dẫn luôn, thì mọi người phải xem là nó có phù hợp với mình hay không, mình có bị dị ứng với thành phần nào ở trong đó hay không trước khi sử dụng nha. Còn những cái mà sản phẩm mà Nguyên review á, chỉ là mang tính tham khảo thôi, và thường á là Nguyên sẽ không có giới thiệu quá nhiều về cái tên của cái loại thực phẩm chức năng đó hoặc thuốc đó, tại vì quan trọng ở đây á, là mình phải kiểm tra cái thành phần như thế nào đó, và cái thành phần nào mà mình cần, mà mình cảm thấy ok cho bản thân mình á, thì mình mới sử dụng cái sản phẩm đó ha. Đó, thì ở đây với nhà Nguyên thường là sẽ có một vài loại vitamin như vậy, và có cả viên sủi luôn. Thì viên sủi này thì trong này nó cũng ghi cả thành phần luôn, đó là thành phần vitamin gì thì nó có trong này nè. Đó, vitamin A, D, B, C, rồi thiamin, rồi cái này là riboflavin. Đó, và bên cạnh đó thì nó có luôn cả để xem cái này là cái gì đây, niacin, rồi vitamin B6, folsira và vitamin B12. Đó, thì cái thói quen của Nguyên là lúc nào sử dụng cái sản phẩm nào mình cũng coi thành phần nó như thế nào, để mình biết ví dụ nó có tác dụng gì hay gì đó. Và nếu như trường hợp mà mình có đi đến bác sĩ kiểm tra, mình cũng nói cho bác sĩ biết luôn đó là hiện tại là mình đang sử dụng cái thực phẩm chức năng gì, nó có thành phần ra như thế nào.